Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiện Tiền Chư Tôn Đức Ni và toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024. Chúng ta đã có một ngày về với nhau trong cái dịp lễ Victoria Day tại thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario, Canada, trong một ngày tu học. Chủ đề của khóa tu một ngày này đó là một ngày an lạc. Thưa đại chúng, hôm nay giờ này là buổi sinh hoạt cuối của ngày hôm nay. Trước hết là Pháp Hòa xin được đại diện tất cả quý thầy, quý sư cô trong đạo tràng một ngày này, cũng như toàn thể quý Phật tử xa gần, quý đồng hương xa gần đã cùng về đây tham dự một ngày. Và xin được cảm ơn tất cả quý anh chị trong ban tổ chức, nhất là cô chú gia chủ ở đây đã mở lòng và coi như sắp xếp để mà cho mình có được một ngày trọn vẹn như thế này. Kế đến là tất cả những vị trong các ban công quả, chỉ một ngày thôi nhưng mà không biết quý vị đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để mà phục vụ cho tất cả chúng ta có được một ngày trọn vẹn hôm nay. Xin đại chúng tán thán công đức của tất cả quý đường tính Phật tử. Bây giờ đây chúng ta có một khoảng thời gian ngắn, khoảng 40 phút để sinh hoạt cuối cùng. Thì trước khi mà xong thì ở trên bàn Pháp Hòa quá nhiều câu hỏi, không thể nào trả lời hết được. Tuy nhiên Pháp Hòa sẽ soạn lọc lại rồi tiếp tục trong những buổi giảng tới để trả lời những câu hỏi này trong các cái bài pháp thoại. Thì xin quý vị nghe. Có những câu hỏi rất là riêng tư về gia đình, thì nhất là về con cái, về giới tính rồi đó, thì Pháp Hòa không muốn trả lời ở đây. Nếu mà quý vị hồi nãy có ghi câu hỏi đó, thì nếu quý vị nào nhớ mình có câu hỏi đó, chút xíu nữa ghi lại cái số phone rồi Pháp Hòa sẽ liên lạc với quý vị sau. Tại cái này nó, mặc dù quý vị hỏi trước công cộng, nhưng Pháp Hòa tôn trọng câu hỏi này, Pháp đã dành để trả lời riêng cho quý vị, nó sẽ dễ chịu hơn. Xin cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, có một câu hỏi là xin thầy giảng về Tam Pháp Ấn. Thì thưa đại chúng, là trong nhà Phật, Đức Phật hay dùng cái chữ ấn. Ấn tức là cái mộc. Cái mộc là mình đã khắc như thế nào thì mình ấn xuống, nó không có xê xích, phải không? Nó như thế mà nó có mặt. Thì Tam Pháp Ấn nghĩa là ba cái dấu ấn mà không có thay đổi. Dù bất cứ ở một thời đại nào, bất cứ cái gì, thì Tam Pháp Ấn này nó vẫn là như vậy. Thì Tam Pháp Ấn này là gì? Đó, nó có nhiều cách ha. Và một cách dễ nhớ nhất là: một là vô thường, hai là khổ, ba là niết bàn. Vô thường, khổ, niết bàn. Tại sao? Tại vì Đức Phật muốn xác định tất cả các pháp trên thế gian này, không có pháp nào mà không có biến đổi. Cái nhà cũng là một pháp, tình yêu cũng là một pháp, cái bàn này là một pháp, cái chùa là một pháp, rồi bao nhiêu sự giao tiếp, tình cảm qua lại trên thế gian này, hiện tượng, sự vật, tất cả đều là pháp. Thì cái chữ pháp trong trường hợp này là hiện tượng, sự việc. Hôm nay chúng ta tập hợp là một pháp, nhưng mà cái pháp này nó có mãi mãi không hay là nó có thay đổi? Nó có thay đổi chứ, hết giờ rồi, còn tiếng nữa là mình chia tay rồi. Như vậy hồi sáng này mình tập hợp từ 4-5 giờ sáng, 5-6 giờ sáng, mà bây giờ tới 5-6 giờ chiều đã đến lúc tất cả các pháp phải trở về nguyên thủy của nó. Các vị đi về nhà quý vị, ghế bàn này ngày mai người ta tới, người ta gom lại hãng công ty của người ta, cái liều này người ta hạ xuống, rồi chỗ này trả lại cho cố chủ, phải không? Như vậy thì tất cả các pháp là vô thường. Mà vô thường này nó chỉ
nó chỉ hiện tại giờ hay là ngàn năm nữa nó cũng vô thường. Ngàn năm nữa thì cái vô thường này nó vẫn thế, mà bây giờ mình chấp nhận nó thì nó vẫn là vô thường, nhưng mình về nhẹ nhàng, không có gì khổ hết. Nhưng mình không chấp nhận nó biến đổi, mình không chấp nhận nó thì mình chuốc lấy một cái khổ đau, cái phiền muộn. Cho nên cuộc sống này, bản chất của cuộc đời có khổ, có vui, có mặt và tan biến, không thay đổi. Nó là cái ấn. Ngàn năm trước thời Phật nó cũng thế, 2000 mấy trăm năm sau bây giờ cũng thế. Không riêng gì Phật tử mới bị chi phối bởi vô thường. Tất cả chúng ta có mặt trên cõi đời này, và cái gì chúng ta tạo tác nó đều là chỉ tạm thôi, phải không? Thành thử ra phải biết rằng tất cả mọi hiện tượng sự vật bản chất nó là khổ, là vô thường. Nhưng khi mình tiếp nhận được nó rồi thì tâm mình sao? Bình an, thảnh thơi. Thì cái bình an thảnh thơi đó gọi là niết bàn. Có chỗ gọi là vô tác hay vô nguyện, tức là mình không khởi một, không cần phải khởi một cái cố gắng gì nữa. Bây giờ ví dụ như quý vị thích cái buổi ngày này quá, quý vị cố gắng nếu trì lại không được, mình không có thể nào extend 25 tiếng. Hay là mình muốn, con thích quá gì con muốn ở tới 10 giờ đêm được không? Dạ được, nhưng ở mình tại mọi người buồn ngủ lắm rồi. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả các pháp nó đều phải trải qua ba tướng trạng của nó. Đó là vô thường, nó là sanh diệt, có còn, có đến, có đi, có mất, có được. Khi mình nhận được cái đó, tâm mình bình an. Mà cái tâm bình an đó chính là hai chữ Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn không phải là nơi chốn đợi mình chết để mà tới, mà Niết Bàn là một trạng thái khi tâm không còn chấp trước. Thí dụ bây giờ người ta không muốn gần mình nữa, mà người ta tìm mọi cách người ta rời mình, thì người ta đi xong ta khỏe, ta rời được mình ta mừng muốn chết. Còn mình ở đây mình cứ chống cằm, mình nói chừng nào về thì người đó sẽ nói never. Mình không chấp nhận cái never đó là mình khổ. Còn mình chấp nhận cái biến diệt đó, giống như cái bao tử mình ăn cơm xong rồi nó no, nhưng mà nó phải vô thường chứ, để lát mình đói mình ăn nữa chứ. Nếu mà mình ăn xong nó không thay đổi gì hết, ở vậy hoài là đi bác sĩ. Như vậy thì mình uống nước, mình ăn cơm vô trong bao tử mình, một chút xíu nó phải vô thường, phải không? Nó vô thường để chi? Để mình biết rằng mình bình thường. Còn nếu như mà nó không vô thường là mình biết mình bất thường, mình sẽ đi tìm bác sĩ. Như vậy vô thường là thường, vô thường là thường, nghĩa là cái vô thường này nó sẽ thường xảy ra như vậy. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói đùa đó, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có một cái là nó chắc thôi, đó là gì? Chết chắc. Không có gì chắc, chỉ có chết chắc. Cho nên đụng chuyện khỏi cần hù tới chắc chết, bảo đảm là chết chắc. Như vậy thì người ta nói là nếu tất cả các pháp là vô thường, vậy cái gì là thường? Vô thường là thường. Mà khi mà mình nhận được cái vô thường thì tâm mình bình thường. Mà chính cái chỗ bình thường đó là đạo. Cho nên ta hỏi đạo là gì? Đạo là khi tâm bình thường. Hỏi thế nào là đạo? Tâm bình thường là đạo. Thế nào là bình thường? Vì nhận ra các pháp. Uống nước lát đi bình thường. Có ai mà trời khổ quá, bây giờ tôi mắc đi số 1, số 2. Nếu mình uống và mình có đi, đó là bình thường. Nếu uống vô mà không đi mới là bất thường. Cho nên mình có tới đây, mình ngồi đây mà hết giờ mình về, đó là bình thường đó. Còn nếu mà có một cái hiện tướng gì mà xảy ra mà không mình, mà chính mình tự mình tạo những cái bất thường cho mình không, chứ cuộc sống nó bình thường. Thí dụ như người ta không thương mình nữa, ta nói thật cho mình biết, tôi không còn thương nữa, tôi không có cảm tình nữa, mà mình cứ bám cái đó là mình bất thường. Và mình chấp nhận rằng tất cả mọi cái hiện tượng, tình cảm cũng biến đổi. Tại vì Phật đã xác định rồi, Phật đã xác định với mình là
cái thân mình là bất tịnh, cái tâm mình là vô thường. Như vậy Đức Phật không phải là người chế tác vô thường, Đức Phật không phải là người chế tác khổ đau, hạnh phúc, vô thường, nhân quả. Phật không có chế một cái gì nữa đó. Tất cả các pháp đó nó đang có mặt trong cõi đời này, chỉ chúng ta không biết thôi. Còn Đức Phật tu tập, cái tuệ giác Ngài phát sinh và Ngài thấy rõ được mọi cái các pháp đó. Pháp này là duyên sinh này, do đất, nước, lửa, ánh nắng mặt trời vân vân, nó có mặt duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là tạm có, chứ không phải là không có nha. Duyên sinh là có, nhưng mà cái này là có mãi hay là tạm có? Có tạm thôi. Mà đã là tạm thì một lát nó phải biến đổi. Như vậy mình có mặt ở trong một ngày này có không? Có mặt trong ngày này không? Nhưng mà mình tạm thôi. Mình thấy nó thật mình mới hơn thua chứ. Như vậy mình nói được cõi tạm, mà mình có thật chứng được tạm không? Chưa. Nếu mình chứng được cái tạm là mình đã có niết bàn rồi, là mình đã bình an với nó rồi. Như vậy thì cái chùa người ta xây ba cái cổng, ba cái cổng chùa gọi là cổng tam quan đó, chính là ba cái này đây. Cái cổng tam quan của nhà chùa là muốn xác định, muốn nhắc nhở chúng ta. Anh không khởi một ý niệm chấp trước gìn giữ gì hết, anh có niết bàn. Vì chỉ niết bàn là âm từ tiếng Phạn là nirvana. Chữ nơ là no, vana là negative. Khi nào trong lòng mình không có negative, không có tiêu cực là niết bàn. Vậy thì Tết mà người ta có chúc mình, hay lễ lộc gì ta gặp mình, ta nói chúc anh mãi mãi niết bàn, đừng có trợn mắt người ta. Nên anh trù tôi. Dạ không, tôi đang chúc anh mà cái lời chúc tuyệt vời nhất, lời chúc chân thành và thật nhất. Còn ta chúc mình năm mới may mắn nha, làm ăn phát tài nha, có làm gì đâu phát. Chúc anh nào năm mới này lên chức nha. Không, càng già thì chức nó không lên mà mấy cái thứ khác nó lên. Lên máu, lên đường, gọi là đường tăng. Là đường tăng là đi thỉnh kinh. Hiểu ý không? Vậy thì cái ấn là gì? Là cái mộc nó không có thay đổi. Cái mộc nó như vậy, nó ấn xuống ngàn tờ giấy vẫn là như vậy. Cho nên đạo Phật gọi là cái ấn tam pháp ấn, nó phải đi tới cái chỗ như vậy. Mình nhận được nó thì mình bình thường. Cho nên ai gặp mình ta nói trời ơi lúc này anh sao? Dạ bình thường. Bình thường, thêm câu chán phèo. Nhưng mà bữa nào bất thường cái là sao? Trời ơi tôi muốn cuộc sống bình thường mà sao nó không được. Vậy mình quá bất thường. Lúc bình thường thì không chịu, lúc bất thường thì lại muốn bình thường. Mình trồng cái hạt này nè, cái hạt hoa hồng xuống đất, nhưng nếu nó không vô thường thì làm gì nó có hoa. Nhờ vô thường cho nên 1 tháng, 2 tháng cho tới 9 tháng nó đầy đủ một con người, nó ra đời. Rồi bắt đầu mình nuôi nó 1 tháng, 2 tháng, 1 tháng được 1 năm. Rồi lớn từ 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 là. Như vậy vô thường cũng đâu có hẳn là, đâu có hẳn là gì? Đâu có hẳn là khổ, đâu có hẳn là không hay. Quý vị thấy được ba cái dấu ấn đó không? Tam pháp ấn. Có khi ba cái pháp ấn này mình có nhiều cách nói lắm. Có khi là vô thường, vô ngã, niết bàn. Có khi gọi là vô tác, vô nguyện. Không có nguyện gì hết, mình bình thường thôi. Đã là con người trong cuộc đời này, cuộc sống này chúng ta đều bị chi phối bởi vô thường, bởi nhân quả hết. Anh có đi học, anh có bằng cấp, anh không tin nhưng mà sự thật. Anh chịu khó anh học là nhân, ngày anh ra trường anh lấy bằng cấp là quả. Anh tạo tác cái điều tác hại cho người ta, người ta biết được điều đó thế nào rồi người ta cũng sẽ tìm cách người ta trả đũa lại. Anh không chấp nhận, anh trốn tránh cũng không thoát. Tại vì nghiệp mà nó thành hình rồi, chữ tị là trốn, không có đào tẩu mà trốn ở đâu được hết. Cho nên hiểu được cái đó, tâm mình bình an. Mà dĩ nhiên mình bình an cũng có cơn có lúc lắm đó. Cho nên mình cũng có an, nhưng mà an có lúc. Cho mình cũng có giác ngộ, nhưng mà giác từng phần. Mình là phần giác chứ không phải là toàn giác. Còn Đức Phật là toàn giác.
Cho nên lúc nào Ngài cũng ở trạng thái Niết Bàn. Ngày Đức Phật mất, chúng ta nói là Phật nhập Niết Bàn, là chúng ta tuyên bố cái ngày đó thôi. Chứ thật sự đi khất thực, người ta cho cái gì mình ăn nấy, trộn nó lên, thậm chí không có cho để nguyên nữa nha, trộn lên ăn chi, ăn còn không biết mùi vị gì nữa hết, không có cho mình bị phân biệt mùi gì nữa hết, trộn lên hết. Còn mình bây giờ phở này nấu chưa đúng mùi ha. Mà chỉ có một cái phân biệt thôi, nhưng mà rồi đâu phải mình không ăn, cũng ăn. À, vừa ăn mà vừa với một tâm trạng không có thưởng thức, không có thưởng thức. Cho nên thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mình thưởng thức gì hết. Tại vì sao? Bị cái tâm phân biệt nó chi phối, cái tâm ngon dở, cái tâm đủ kiểu hết. Cho nên rốt cuộc ngồi hết buổi ăn mà thật sự không sống được với bữa ăn, mình mất chánh niệm. Bây giờ Pháp Hòa tập cho đại chúng một cách ăn chánh niệm. Trong đó có đậu hũ kho, đậu hũ xả ớt, thí dụ vậy đó. Thì quý vị nói trong món này để tôi coi coi có bao nhiêu vị. Xả là 1, đậu hũ là 2, ớt là 3, muối là 4, đường là 5, nước tương là 6, bột nấm là 7, gì nữa ta, tiêu nữa là 8, thí dụ vậy đó. Ngoài ra như vậy thì chúng ta phát hiện rằng miếng đậu hũ xả ớt này có rất nhiều yếu tố, rất nhiều yếu tố để làm nên miếng đậu hũ xả ớt này. Đây là yếu tố trực tiếp. Rồi bây giờ yếu tố gián tiếp nè. Làm cái gì ra được món này? Lửa, nước, người nấu. Rồi gì nữa? Người đi chợ. Ô, tới hồi mình phân ra, trời ơi, có một miếng đậu hũ mà sao quá trời chuyện vậy. Thì từ đó mình ăn một miếng đậu hũ, mình thấy bao nhiêu nhân duyên. Mở con món à, xây qua món gỏi, rồi phân biệt coi chanh, rau răm, đậu phộng, vân vân. Suốt buổi ăn đó mình quán hết tất cả mọi miếng ăn, mỗi một món bao nhiêu thành phần, và cộng lên hết bữa cơm này bao nhiêu yếu tố. Hết bữa cơm tâm không có tán loạn, ăn không có làm nên tích sự gì hết. Không có tích sự gì làm gì ra tới câu chuyện tới bữa nay. Cho nên mình nhìn kỹ mình thấy có. Và từ đó cái tâm mình nó rộng ra, và nó thấy rằng tất cả mọi người, mọi vật, từ cái nhỏ nhất tí ti, nó đều đóng góp. Thì có tự mảy may không, thì cả thế gian này cũng không. Nếu nói có, một hạt bụi cũng phải tính là có, một cái lá cũng phải tính là có. Còn nếu nói không, cả sơn hà vũ trụ này cũng không, phải không? Một chén súp mình nấu ra chỉ cần thiếu tiêu một cái thôi, thiếu một miếng tiêu thôi, mặc dù tiêu nó không phải là cái chính của món súp, nhưng thiếu tiêu thì cái chén súp này nó sao? Thiếu thơm. Như vậy nếu nói có, tiêu cũng phải gọi là có. Mà cái người gián tiếp đóng góp cho nó, như người đi chợ đem về để đó cho mình, cũng phải tính. Có thì có tự mãi may, một mãi may cũng phải tính. Còn nếu nói không thì cả thế gian này cũng không. Biết tiếp nhận hết tất cả mọi người, mọi việc có mặt trong cuộc đời này cho mình, và mình thấy tràn ngập cái ơn, tràn ngập cái ơn mà sống. Thưa đại chúng, tại sao khi Pháp Hòa chụp hình cô không ngồi? Ngồi cho nó khỏe đi, mắt chứ không ngồi. Tại vì Pháp Hòa suy nghĩ, mình đứng đó, có những vị đứng cả buổi trời để chờ một tấm hình. Có những vị tới chụp với mình lớn tuổi hơn mình, đáng tuổi cha mẹ mình, ông bà của mình. Không lẽ mình ngồi để các vị đứng? Chính vì vậy mà Pháp Hòa chọn cái không ngồi, để bình đẳng đứng chụp hình với tất cả mọi người. Mình là cái gì đâu mà phải mà để được người ta, mà người ta được chụp hình với mình. Phải nói là mình được chụp hình với mọi người. Tại sao mình không thấy cái công ơn người ta đứng đó?
Cho nên mình dằn có một chi một hai cái nó mất thì giờ. Cho nên các vị cũng thấy nhiều khi Pháp Hòa ăn cái gì Pháp Hòa cũng thấy ngon, là tại vì thật sự là Pháp Hòa thấy ngon. Vì Pháp Hòa thấy cái ơn mà người ta nấu cho mình nó nhiều hơn những cái vị mà mình nói. Mặn lạc là có riêng một mình à, không có ai muốn nấu dở hết á. Người ta muốn hết lòng người ta nấu ngon, nhưng mà sức người ta tới đó thôi. Cái hương vị người ta nấu tới đó, mình phải thấy cái đó nhiều hơn để nó bao trùm. Nó bao trùm tất cả. Mà thấy được như vậy đó là mình sống với cái tâm an lạc niết bàn. Đại chúng tập sống như vậy đều là những người đã hết lòng thương mình, lo cho mình ở một mặt này, một mặt khác. Có nhiều người chỉ đi không biết nấu ăn gì hết, nhưng mà đi làm kiếm tiền về đưa cho mình. Thì người không có họ làm sao mình sống nổi. Cho nên người đó đi làm về đưa tiền mình giữ. Thì mình có thấy cái bắt đầu mình làm bao nhiêu cực nhọc, chứ mình thấy cái công của mình mà không thấy công người này. Cho nên mình sống với bản ngã, mình sống với mình, tôi thôi, cái gì cũng tôi hết. Mà mình quên rằng không có họ làm gì có mình. Đây là Pháp Hòa chia sẻ để đại chúng tập nhìn. Cái đó nhà Phật gọi là thiền. Để rồi mình thấy biết bao nhiêu ơn đức trong cuộc đời này. Và từ đó mình sẽ sống dễ thương ra. Người nào sống được, thấy được cái đó, sống dễ thương ra. Tâm lúc nào cũng khiêm hạ, lòng lúc nào cũng khiêm cung. Đối với ai mình cũng cung kính. Nhiều khi mình lỡ lời một cái thôi, mình cảm nhận được, mình nhận ra được là tâm lòng khó chịu. Cái đó là cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên mình, nhưng mà mình không hành, mình không có cảm nhận được. Thầy cho con pháp danh là từ hạnh chánh. Hạnh chánh có phải là làm việc suốt đời không ạ? À? Xin thầy giải nghĩa cho con hiểu, vì con không vui với pháp danh này lắm. Không vui làm gì nhau. Thưa đại chúng á, chữ hành là gì? Chữ hành là hành động. Chữ chánh là chân chánh. Người này có lòng từ bi và mọi hành động đều chân chánh. Vậy có gì không vui không? Tại vì mình bị cái chữ hành chánh là đi làm việc ở trong chánh quyền hay làm gì trong văn phòng đó, làm việc hành chánh đó, rồi làm việc suốt đời. Chữ hành là hành động, tu hành đó. Chánh là chân chánh, từ là từ bi, và hành tất cả việc theo chánh pháp hay là chân chánh tâm từ. Giải thích vậy thôi còn không vui nữa, kiếm vị khác đổi. Xin cho con hỏi, tro cốt của người mất sau khi hỏa thiêu đem về nhà để trên bàn thờ có nên không? Không nên hỏi là có nên không, mà nên hỏi cái người hủ cốt đó có thích không? Cái cốt, tức là cái tro cốt mà người thân mình mất đi, để lại. Chúng ta muốn để đâu tùy mình. Để ở nhà để tưởng niệm cũng được. Đem vô chùa để cho con cháu nhớ cái chỗ đó, để cốt ông bà, cha mẹ, người thân, tạo cái duyên cho con cháu đi chùa. Cái cốt mà để ở chùa là cái mình số không rồi. Mình biết rồi, tro cốt là cát bụi rồi. Nhưng cái cát bụi này nó tạo cái duyên để cho con cháu còn nhớ. Đó, ông bà để mình vẫn lưu lại, để cho người sau nhớ tới mình mà tiếp diễn một công việc. Như vậy mình tạo cái duyên cho người, các con các cháu đi chùa vậy thôi. Còn mình để nhà cũng không sao, không có gì trở ngại hết. Mẹ con mất đã được 2 năm rồi, nhưng con vẫn giữ quần áo của mẹ để mặc ngủ và mền để đắp, vậy có nên không? Đắp thấy ấm không? Đâu có sao đâu. Quần áo của cha mẹ người thân để lại mình mặc vừa, cứ mặc. Pháp Hòa xin thưa đại chúng,
lâu lâu họ mang giày nè, áo nè, đem vô chùa, họ để vô chùa. Pháp Hòa chuyên môn mở ra, thấy đôi giày nào mình mang được, thỉnh mang. Áo nào Pháp Hòa còn mặc được, Pháp Hòa mặc. Tại sao mình phí? Người mất không xài nữa thì mình xài thôi. Ở trong đồ đạc của người tu á, đây sẵn nói này nè, đồ đạc người tu nè, chùa chiền thì gọi là thường trụ, thường trụ, không ai được quyền sang nhượng bán buôn. Thì cái trường hợp đó gọi là thường trụ, thường trụ. Nhưng mà có một trường hợp nữa là nếu đồ đạc của người xuất gia đó, như y áo của cái vị đó mất đi rồi, thì cho lại một vị khác để dùng. Cái này gọi là gì? Hiện tiền, hiện tiền. Đồ đạc của chùa có bốn cái loại: thường trụ, thường trụ, hiện tiền, thường trụ, hiện tiền, hiện tiền. Còn thường trụ là những chuyện như là chùa chiền không được, không ai được quyền sang nhượng. Tại cái đó là của bất động sản, của thường trụ, của mọi người xây dựng để đó. Và người khác, người nào mất đi không tiếp tục nữa, hay vị đó không đủ duyên ở đó đi, để lại cho người khác về đó trụ. Người nào ở đó thường trụ ở đó, cái của cải này là thường trụ, thì phải để cho cái người thường trụ ở giữ. Giải thích vậy cho đại chúng dễ hiểu. Chùa chiền là của thường trụ, chùa là của thường trụ, là cái của nó trụ ở đó mãi mãi, nó không có thay đổi. Nhưng mà cái người nào về đó ở là thường trụ ở đó thì phải giữ cái của này, cho nên gọi là thường trụ, thường trụ. Cho nên á, người thân mình có quần áo mất, mình không có, mình sử dụng được, cứ sử dụng, không có sao hết. Còn nếu mình muốn đem cho ai phòng hờ các vị mà người ta còn chấp đồ đạc của người ta, ta còn tiếc đó, sau 49 ngày sau khi mất rồi khoan dọn để yên đó, sau 49 ngày mình khấn: má ơi, hôm nay con dọn dẹp phòng của má, đồ đạc nào mà không có sử dụng nữa con cho người khác để người ta dùng. Má đừng có tiếc những món hàng này ha, tất cả đều là vô thường, còn thì mình dùng, mất thì thôi để người khác xài, đừng tiếc rẻ. Khai thị một chút, xin phép một tiếng, vừa xin phép vừa khai thị, rồi mình có mang cho người khác không sao hết. Mà tốt nhất là để cho có người sử dụng được, để nó không phí. Và cái người mất đi rồi cũng có cái phước. Đại chúng cứ nhớ, thậm chí mình còn cho cả nội tạng của mình mà. Nội tạng mình còn ý mình cho, mà huống chi mấy của cải này, phải không? Không sao hết. Cho được là mãn nguyện của họ. Còn đũa cải vật chất không phải họ quyết định, cho nên mình muốn thì mình thưa họ một tiếng. Cũng giống như người thân mình, có thể họ không có chuẩn bị, nhưng mà do dù có tai nạn nào đó họ mất, nhưng mà còn sử dụng được cặp mắt, người ta xin, hay là thận hay là gan gì đó, người ta xin, mình khấn họ một tiếng. Bây giờ không còn nữa, nhưng mà còn tốt được cho người khác, thôi con xin cái này cho người khác để... Và còn rất tốt, mắt còn tốt, tim còn tốt, nó do tai nạn xe nó mất thôi, thì người ta phát, gia đình phát nguyện cho, thì cái em đó trước khi mất nó làm được một cái phước cuối đời, là cho hết tất cả những cái nội tạng còn khỏe mạnh cho người khác. Cái này là bố thí ba la mật đó, là bố thí trọn vẹn, sử dụng khi cuộc đời còn sống, hết đời rồi mình cho người khác sử dụng, không phung phí cái gì hết. Cho nên đó là quý vị đừng có ngại cái, để các vị hoan hỷ với mình. Xin thầy chỉ cho con cách loại bỏ hôn trầm. Cứ mỗi lần con đọc kinh sách hoặc học tập, con hay bị buồn ngủ, nhưng nếu làm việc khác thì lại tỉnh táo vô cùng. Này là một dạng nghiệp hôn trầm. Thì trường hợp này mình có hai cách. Một là để chuẩn bị cho mình. Thứ nhất, khi mình sắp sửa tụng kinh ngồi thiền, đừng ăn quá no. Thứ hai, không mặc đồ quá chật. Thứ ba, rửa mặt cho nó tỉnh.
không? Rửa mặt cho tỉnh. Và nhất là đừng có ngồi thiền liền hay là tụng kinh liền sau khi mình làm việc nhọc. Ví dụ như mình là mới vừa cuốc đất nửa ngày, lật đật vô tắm rửa lên ngồi thiền tụng kinh, cái đó là ngủ ngon lành. Tại vì sao? Tại vì một cơ thể mình đang quá mệt nhọc, mình chạy vô mình ngồi với một trạng thái là nó phải ngủ thôi. Cái đó mình phải hiểu như vậy. Phong Hòa ví dụ vậy nè, khi nào mà đại chúng đang mệt nhọc mà ngồi vô bàn ăn liền, ăn nổi không? Ăn nổi không? Không. Mà nếu mà ăn liền đó là thường ta phải húp một chén súp để nó có nước, nó nóng, nó làm cho người mình thoải mái một chút mới ăn nổi thôi, nó nứt cục chết. Thế đó, cơ thể mình bình thường là đang mệt vậy mà biểu vô ăn liền là chắc chắn ăn không nổi. Mà thậm chí có những món ăn mà đang mệt mà ăn kiểu đó là ăn không vô. Cho nên thường người ta, cái người nấu ăn phải để ý các vị đang làm mệt nhọc vô ăn, kiếm cái món gì có nước cho người ta ăn trước. Một là ăn bún có nước, một là ăn bún có nước, hai là mình cho người ta ăn một chén súp để cho người ta nóng. Một cơ thể mình bắt nó vô tu tập, mình bắt nó vô tu tập, cho nên mình cũng phải tạo cho nó một cái duyên, một cái environment, một cái không gian nào đó để cho nó dễ chịu ở cơ thể. Ngồi thiền mà ở cái chỗ mũi quá ngồi được không? Không được. Cho nên các vị mà người ta ngồi thiền trong rừng á, người ta phải mai một cái mùng, mai cái mùng lưới phủ. Thì cái cách của người ta đó là người ta ta mai như trong cái túi vậy đó, nó rút vậy đó. Thì người ta vô trong rừng, người ta sổ cái dù ra, cái ta phủ cái mùng đó ngược lại, lật ngược cái dù là phủ cái mùng xuống, xong rồi cái dù treo toàn ten ở trên cái gốc cây á, ta chui vô đó ta ngồi. Rồi mà nói là ngồi thiền là phải bất động, dạ đúng, nhưng mà mình cũng phải tạo duyên cho nó bất động chứ, đại ý là vậy. Cho nên là trước khi mình ngồi thiền, rồi bên cạnh đó là gì nữa? Sám hối. Cầu nguyện các vị hộ pháp thiện thần gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp hung trầm. Này cũng là một vội nghiệp á, coi phim nói chuyện làm việc là tỉnh queo, mà hãy rớ vô kinh sách ngồi thiền tụng kinh là bắt đầu hai mắt nó sập xuống và ngủ đâu như ngủ trong bụng vậy đó. Và nhiều khi giật mình dậy thì cảm thấy như là mình đang có một giấc ngủ dài rất là ngon. Phật dạy buông bỏ ham muốn tham sân si, nhưng chúng con còn mục tiêu phát triển nghề nghiệp, kiếm tiền nuôi bản thân gia đình. Như vậy buông bỏ tới đâu là hợp lý? Sống mục tiêu phấn đấu là mâu thuẫn với lời Phật dạy không? Cái này cũng là hiểu lầm ý Phật. Phật dạy mình buông bỏ ham muốn tham sân si không có nghĩa là mình buông tất cả, mà Phật dạy mình phải biết buông những cái gì nó không thuộc về mình, nó không phải là cái khả năng của mình. Tại vì cái mà chúng ta đúng cái chúng ta cần đó, thì gọi là nhu cầu. Nhưng mà cái khổ của chúng sanh mình không phải là nhu cầu mà là gì? Tham cầu. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, giữa cái mình cần và cái mình muốn, cái nào nhiều? Muốn nhiều hơn cần đó. Bây giờ ví dụ như mình tập cho mình từ cái nhỏ trước đi. Mình mỗi lần đi ăn buffet, trả tiền ăn buffet là người ta bao bụng. Nhưng mà tại sao ngay bữa đầu mình không lấy nó vừa mình thôi? Mình đâu có biết món nào ngon dở đâu. Tại sao không lấy một ít mình ăn thử? Mình có quyền ngồi ăn tới tối mà có ai nói gì đâu. Mà vô đầu cái là mình làm một cái dĩa tổ bố vậy đó, xong một lát nữa không món nào mình ăn được hết. Có phải là mình đã tập cho mình thành một cái thói quen mà không cần thiết không? Ai có bắt buộc gì mình phải ăn một lần đâu. Nhưng mà mình đã thành một thói quen là thấy là lấy cho nhiều. Đó, một cái chuyện rất nhỏ đó thôi. Thì lâu ngày chúng ta thành một cái nghiệp. Chứ Đức Phật không có cái ý là, thí dụ như mình đang giàu vậy đó, cái biểu đi bán nhà đi, ở như cái chòi lụp sụp vậy đó. Phật đâu có ý vậy đâu. Phật đâu có ý vậy. Nếu con có khả năng cỡ nào, con cứ làm, miễn là nó đúng cái khả năng và cái nhu cầu. Còn mình làm cái gì hơn cái nhu cầu mình, tự mình chuốc khổ lấy mình. Mà nếu mình không đúng được ý mình thì mình nổi gì?
Nổi giận là sân. Mà cái giận này từ đâu ra? Từ cái mình tham. Rồi cứ như thế mà chúng ta cuốn quần ở trong đó, gọi là si. Như vậy từ một cái gốc rất nhỏ, chúng ta không để ý thì chúng ta tham sân si nó bắt đầu, nó có mặt, nó xoay cuồng mình, gọi là trầm luân hay là luân hồi. Thí dụ như mình làm công việc này chưa xong, lỗ lã quá, cái nghe người ta nói có một chỗ đầu tư khác, mà giờ hết tiền rồi, chạy mượn tiền đầu tư vào bên này để hy vọng là vớt vát bên này, mà rốt cuộc bên nào mình cũng không biết gì hết trơn á, tại nghe người ta nói chạy theo vậy thôi. Rốt cuộc rồi nợ chồng chất là vì chúng ta đi theo một cái điều mà chúng ta không bao giờ nắm bắt được. Ở đây là một cái ví dụ vậy thôi. Cho nên Phật không hề có cái ý biểu chúng ta sống lùi, mà Phật chỉ nhắc nhở cái gì chúng ta có khả năng cứ phát triển, cứ làm, nhưng mà đừng có để cho cái tham quá đáng của mình để nó đem mình đi tới cái khổ. Chứ con người sống làm gì cũng có tham. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, người tu có cần ăn không? Người tu có cần ngủ không? Thì tất cả mọi người ăn, mặc, ngủ, ở. Ăn, mặc, ngủ, ở. Mỗi ngày chúng ta đều giống nhau. Nhưng mà nếu chúng ta ăn vừa chừng thì có phải khỏe hơn không? Mua những thức ăn gì mà nó vừa túi tiền mình, vẫn đủ dinh dưỡng nhưng mà nó vừa túi tiền mình thôi, là mà mình không có quá đáng. Chỉ có sợ là chúng ta đua đòi, chạy theo những cái mà nó ngoài cái khả năng của mình. Và phần lớn là chúng ta đua đòi để rồi chúng ta có một cái hệ lụy. Chứ còn thật ra nếu chúng ta biết phát triển đúng mức, không có quá đáng. Thí dụ con người mình cũng vậy, có những cái mình biết, có những cái mình không biết. Nhưng mà cho dù mình có biết mà điều đó không cần nói thì cũng không nên nói những điều mình biết. Mà nếu có nói, chỉ nên nói những gì mình biết và cần nói. Có những cái nó đâu phải sở trường của mình, mà cái những cái nó sở đoản, thì cái nào không phải là sở trường của mình đừng nói. Nói thì nó thành ra cái lỗi là không biết mà chúng ta làm bàn. Cho nên nội trong cái chuyện Phật Pháp thôi, chúng ta nói còn không rồi thì làm sao chúng ta có đủ khả năng nói cái chuyện ngoài phạm vi của mình. Cho nên đó, người mà người ta biết hết nhưng mà người ta sẽ không nói hết những gì người ta biết. Không nghĩa là người ta giấu, nhưng mà người ta nói gì? Nói những lúc người ta ai đó cần biết, nói vừa chừng. Còn mình nói những cái điều mà nó không có phải là của mình thì chúng ta làm phạm vào cái lỗi không biết mà vẫn cố tình nói, không nên. Đó là nói một cái chuyện biết thôi, nói cái chuyện hiểu biết trong cuộc sống, chứ chưa nói những cái chuyện vật chất thế gian. Có những người người ta tặng cho mình cái điều, thí dụ bây giờ ai đó thích quá, thương mình quá, tặng cho mình một chiếc xe. Nhận chiếc xe là được rồi đó, mà sao tiền bảo hiểm đâu trả. Quý vị biết cách đây mấy năm ở dưới Windsor có bán một cái nhà thờ. Nhà thờ rất là đẹp, có 700 ngàn. Nhưng mà tại sao không ai dám mua? Là tại vì không ai chịu nổi điện nước. Bây giờ mua ráng gồng mua được rồi đó, nhưng mà rồi làm sao xoay sở chuyện chi phí hàng tháng. Cho nên trước khi mình mua một cái nhà đẹp đó, thích đó, nhưng mà cũng phải tính ra cái chi phí mà về lâu về dài là điện nước, bảo hiểm, mọi thứ của nó. Đa phần là chúng ta chỉ thấy cái gần mà quên nhìn cái xa. Và trong cuộc sống của mình á, phải có lúc có những cái phải nhìn gần mà có phải những đứa nhìn xa. Đây nhìn thôi, ra xa ngắm. Nhiều khi nhìn gần thì thấy nó thẳng, mà ra xa ngắm thấy nó méo. Có phải không? Mình cũng vậy gì? Trang điểm ăn mặc rồi đứng trước kiến xong cũng phải đứng xa xa ra coi tôi ở xa nhìn tôi có đặng không? Đại khái là vậy. Cho nên đừng có hiểu lầm ý Phật ha. Phật không có cái ý biểu mình sống lùi đâu. Và Phật cũng không có biểu là mình đang sống vậy. Nhưng mà đại chúng nhớ là
mình ở ngoài đời, mình có cuộc sống đời, và mình làm những việc gì trong khả năng của mình, của thuộc phạm vi ngoài đời. Nhưng mà mình là người tu, người xuất gia, nó cũng có những cái phạm vi mà người xuất gia được làm, và có những cái người xuất gia không nên làm. Còn nếu mình lạm vào đó là mình có cái lỗi, nó sẽ lôi mình và nó mất đi cái phẩm chất của người tu. Thí dụ như quý vị ở ngoài đời, quý vị có thể đi buôn bán vàng hay là cho tiền lấy là lãi, đó là quyền của người thế gian. Nhưng mà người xuất gia đâu làm được chuyện đó. Có những cái người xuất gia không làm được. Mà nếu làm cái điều đó là nó không đúng, không có hợp với cái đời sống của người tu. Mình có tiền, ví dụ mình cho người ta mượn thôi đó, không lấy lời, thì còn có thể còn khả dĩ. Chứ còn mà mình đi lấy lời, mà lấy lời cắt cổ nữa, thì là không nên. Đấy, không phải ví dụ thôi chứ. Cho quý vị biết là có những điều mà Phật nhắc nhở, để chúng ta biết mỗi người chúng ta ở cái phạm vi nào, để chúng ta sống đúng với cái phạm vi của mình. Ở đây có ai nhớ phim Tôn Ngộ Không không? Lúc mà yêu quái tới thì có một cái đoạn phim đó, Tôn Ngộ Không vẽ một cái vòng, rồi biểu sư phụ đứng ở trong đó. Sư phụ đừng có ra khỏi cái vòng này, nghe không? Sư phụ mà ra khỏi cái vòng này là yêu quái nó bắt sư phụ. Nhưng mà sư phụ bị dụ quá, sư phụ nhảy ra khỏi vòng, hốt liền. Ma quái nó hốt sư phụ liền. Thì cái vòng đó là gì? Đó là cái phạm vi của một người. Cho nên đời sống của chúng ta ai cũng có phạm vi của mình hết. Thậm chí mình nói chuyện đó, thấy không? Mình nói chuyện cũng có cái phạm vi thế chứ. Có những chuyện người xuất gia đâu có thể nói được mấy cái chuyện đó. Người đời người ta muốn giỡn, người ta muốn nói gì nói. Nhưng mà người tu có những việc chúng ta không nên nói, dù đó là lời nói chơi, mà nó không có hợp với cái người tu, không nên nói. Tại vì cái phạm vi đó không phải của mình. Thì mình hố cái đó, mình lơ, mình qua khỏi cái ranh giới đó. Cho nên có nhiều vị còn chỉ giải thích đó, giới là gì? Tới cái mức đó đó, mà hả, qua mức đó là rớt. Qua khỏi cái mức đó là rớt hố. Vì vậy mà mình hiểu được cái ý Phật á, là Phật không có cái ý biểu mình sống lui, sống tiêu cực, sống không cầu tiến, mà mình phải nên sống đúng với khả năng của mỗi người chúng ta. Rồi, cảm ơn đại chúng đã... Ngày hôm nay thật là một ngày trọn vẹn, thời tiết cũng rất tốt, đại chúng cũng rất an hòa. Giờ đây mọi việc đã được viên mãn. Xin một lần nữa được cảm ơn ban tổ chức đã hết lòng tận tâm cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ đại chúng chắp tay ha, chúng ta hồi hướng trước khi anh hướng dẫn chương trình thông báo những chi tiết sau. Mời đại chúng cùng ngồi an tịnh. Chúng ta nguyện đem công đức mà một ngày này chúng ta có được. Thứ nhất là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, thế giới được hòa bình. Cầu nguyện cho mùa Phật đản này, ánh sáng, ánh hào quang của mùa Phật đản, tuệ giác của Đức Phật luôn luôn soi sáng cho chúng ta, để cho tất cả chúng ta làm sao giữ được tâm bồ đề của mình cho kiên cố. Không bao giờ hơn lúc nào hết, đây là giây phút chúng ta giữ được cái tâm mình cho vững chãi trước mọi cái cơn gió, trước mọi cái ám án mây đen. Giữ tâm mình cho vững chãi. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn thế tôn, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của Phật và Bồ Tát. Giờ phút này quý báu, niềm biết ơn tràn dâng, kính lại Đức Thế Tôn chứng minh và gia hộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành
Phật.